Cái đứa gái hả? Ai biết đọc tổ này chỉ có mấy đứa gái thôi chứ. Rồi. Tưởng thiện chỉ không có đứa gái chứ. Muốn xanh đó em. Và lấy cái vô tháng là 40.000 đi. Ờ. Để 35. Cái tuần này thì cái gì? Thì cái đó là 19.000 16.000. Đây là họ trường. Ba cổng à. Có hai cổng. Không ơi. Cổng này thì khó. À. Gọi là khu thư viện. Chỗ ở đây mình hỏi là mỗi lúc này nha. Thư viện. Đúng không? Thư viện. Cái ông ngủ dậy rồi rất hồn đây. Lớn, rộng, rộng lắm. Đó, lâu luôn. 15 tuổi. 15 tuổi luôn.